Hello, xin chào mọi người nhé. Mình đang là Mercedes ở Scottsdale nè. Bữa nay mình đi quay xe Mercedes cho mọi người xem nha. Xe mới không à? Đây có GLB nè. Dòng này là plug-in. Dòng này xe điện nè các bạn ơi. Giờ nó ra xe điện quá trời luôn. Đây là 2024 là giờ nó gọi là EQB rồi các bạn, 250 61.810 đô. Thường thì dòng xe điện ở trên là các bạn không có nhìn nhìn nó full này luôn, nó không có xuyên thấu giống như xe xăng là biết là xe điện này. Còn bên này thì là GLC 300 này bán là 55.200, trong có một cái tông màu là màu nâu nha. Rất là đẹp. Xe này not for sale. Đây là dòng GLC luôn, 300 45.000, chiếc này basic. Còn đây là AMG C43 76.000, 2024 luôn. Quá trời đẹp. Còn bên này mình có là này chắc chấm C300 á. Không, E-Class 350. 86.000. Wow. Hèn qua bữa nay trời đỡ nóng rồi các bạn. Được xí buổi sáng chứ hồi nãy trưa là nóng cháy da luôn. Chiếc này GLS 450 101k, quá trời mắc, nhưng mà đáng lắm các bạn ơi. Hèn cái dòng mệt rồi là chạy bao sướng luôn ấy. Rất là đầm. Này đẹp quá. AMG C43 73.000. C43 thì động cơ yếu hơn C63 inline 4 2.0 turbo, chỉ được có 402 horsepower. C63 mới ngon, lên cái 600 mấy chục mã lực luôn. Đây mình có mát đen nha. AMG GT 53 135.000. Này thì 3.0 lít inline 6 twin turbo, này thì nhỏ, này thì yếu hơn thằng GK63 thế thôi. Bên này có phải GK63 không? Này 43, bên này 53, này là 43. Cũng là inline 6, 6 máy V6 turbo 3.0 lít. Quá trời đẹp. Đây là, đây mới là siêu phẩm nè các bạn. Đó, GK5343, đây mới là 63 nè. 63 này chạy mới sướng nè. Wow, nội thất bên trong thì khỏi chê luôn nha. Wow, quá trời đẹp luôn các bạn ơi. GK63 4.0 lít V8 Twin Turbo 188.000. Gần 200k nha. Quá trời đẹp luôn á.
Wow. Đây mình có GT55 Coupe 154.000, cũng là V8 Biturbo 469 má. Mẹ nó đẹp vãi luôn, vãi cả đỉnh. Quá. Mâm là 295, 30, rim 21 inch. Dưới thì 305, 30, 21 inch. Wow, cái đèn LED line này. Quá trời đẹp. Trời ơi. Đèn đầu tiên mình thấy luôn á. Ombre. Trắng bạc. Gray xong rồi thành đen. Oh my god. Dòng này là dòng SL 63 AMG, cũng là V8 Biturbo 400 lít, 577 má. SL 63 AMG Roadster 284.000. Trời ơi, cộng thêm tiền dán kiến premium quality in and out nữa, market adjustment nữa, 30.000, là cộng cộng là 316.000. Thôi dài. Quá trời đẹp bạn. Mấy là mấy cái sensor camera view. Coi bên trong nha. Wow. Nhức nách. Wow, steel wheel carbon fiber luôn. Đây là COE 53, mẫu này mẫu mới các bạn nè. $84,985 inline 6 turbo 443 mã lực. COE 53 cúp một chút mà giờ mình không thấy đâu cả. Wow, mới ra chắc. Mâm ngầu quá, 20 inch, 265, 35-20. Còn dưới thì mình có là 295, 30, 20. Mở cửa cho các. Oh wow. Oh my gosh. Rất sang. Màn hình kiểu mới giờ vậy không các bạn. Full carbon luôn. Phone and navigation, radio, media, comfort. Không có biết có massage không ta? Này không có massage. Chỉ có trên màu là không có massage. Performance, engine. Nó có hàm 9 màu. Đây mình có là EQ nè. Chiếc này đang nổi lắm các bạn. 173.000 AMG EQS sedan. Xe chạy bằng điện á. Hai cầu formatted. Oh my god. Đúng là nội thất Mercedes không thể nào che nổi. Oh.
Wow, dưới còn có điều chỉnh nhiệt độ này nọ nữa. Wow, mâm cái 22 inch luôn. Đây mới là anh đại nữa các bạn. AMG S63 E-Performance. Cái đèn này digital light. Wow. Carbon fiber scoop air. Oh my god, market markup luôn. Ra cái giá là 277.000. MSRP có 224.000 à. 791 mã lực, 1055 power pitot top luôn. Đúng mà không? V8 by turbo. E-Performance là dòng này là có thêm điện nữa các bạn. Máy trên điện dưới. Mình thử ra nó mới dành 800 mã lực. Trời, không phải bài không. Wow. Nhức nắp. Mở cửa được luôn nè. Dòng này dành cho giới thực lưu đi các bạn. Có hai màn hình dưới luôn kìa. Nó lại có cái màn hình chính giữa nè. Đúng đã luôn. Quá chút xíu. Full carbon fiber air vents. Em mình có là chi xóa trình nè các bạn, 550 nè. After market price, market markup là 188.000. Xuống giá lại. Chiếc này một thời cũng là không dưới 250k. Nhưng mà không biết hàng này có phải là AMG không? Thì theo mình biết là chắc không phải rồi. Đúng rồi. Không có chữ AMG. Chỉ là 550 thôi các bạn. 2025 nha. 2025 mà không thay đổi mẫu má gì hết. Thằng này chưa có đổi màn hình, bây giờ là center chứ không còn nguyên cái hình dọc như vậy. Mẫu cũ. Brand new. G-Swagon 550 non AMG twin inline 6 B6 3.0 lít 444 mã lực. Thì quay có 19 màu à, CT 17 màu. Đẹp quá. Nhìn đâu cũng nó xe mẫu cũ mà nền là mới nhất luôn. Mâm 19 inch. Rồi, đổi à. Cũng vậy hả? À, bên này là dòng khủng không à, 450 GOS. Oh man, dòng này mới đã nè. GOE 63 AMG S 139.000 2024. Chưa thay đổi gì nhiều. Vẫn còn dưới cái interior của mẫu cũ. Còn đây là GOE 63 S Coupe. Bên này sedan, bên này regular SUV, bên này Coupe. Coupe nhìn nó khác với lại SUV nha các bạn. Đó. Coupe nhìn nó bầu bầu. Còn đây đó. Hai cái khác nhau. Mâm đẹp quá. Quá chất đã. Đây nè, đây mới là anh đại nè. AMG GC63 nè. S luôn. Man, bây giờ nó chơi E-Performance hết rồi các bạn ơi. Là có nghĩa là vẫn là inline 4 2.0 hybrid 671 mã lực, 752 power fitted torque, 133.000.
cộng thêm tiền market adjustment 25.000 nữa. Chứ giá gốc của nó chỉ có 106 à. Hết hết là V8 by travel rồi các bạn. Giờ là inline 4 không mà chán ghê. Đâu có còn cái tone mà rumble nữa. Bum 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 bum. Đó cái center screen này nó là mẫu mới giờ nó nghe. Đẹp quá. C63S luôn. Giờ đổi hết rồi. Cái bịp xăng chắc mà xe đua mà xe performance mà phải có một cái tiếng rầm 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 nghe mới sướng. Bên này mình có GOE 35 AMG 2025 70.000. Dòng này thì mini SUV, còn dòng này là midsize SUV GLB nè. Đây là GLB AMG 2025 nè. 67.000. Wow. Dòng này rộng hơn dòng này bé lắm. Nhìn giống như Striking nữa. Cái group từ đây cao hơn, thoải mái hơn. Này thấp bịt à. Giống như sedan vậy đó.